miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị, các bạn nha. Xin chào mọi người. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì năm chị em tụi mình đang có mặt tại chợ Chi Tôn. Đó giờ thì năm chị em tụi mình chưa bao giờ được trải nghiệm để mà đi chợ Chi Tôn hết. Không biết là ở chỗ các bạn có ai đã từng đi đến chợ Chi Tôn chưa? Thì ngày hôm nay xin mời tất cả các cô chú, anh chị, các bạn, nếu mà ai chưa biết đến chợ này á thì hãy cùng đi tham quan với lại năm chị em tụi mình nha. Rồi, bây giờ mình đi vào chợ thôi. Giờ này thì vào giờ trưa rồi, tại vì mấy chị em mình lên đây cũng hơi trễ đó, nên là mình sẽ dắt cho mọi người đi tham quan chợ vào trưa nha. Buổi sáng thì mình nghĩ là sẽ nhộn nhịp và đông hơn giờ này đó. Giờ này thì thấy hơi vắng một chút. Đi vô thôi. Mình thấy ở đây hình như là hai bên là đều bên chỗ này là giống như nó cũng chia khu ra đó. Thì chợ này thì mình thấy là cái khu bên đây thì bán rau, còn bên kia thì bán hải sản. Bây giờ mình sẽ đi một vòng xem là hôm nay mình sẽ mua cái gì ở chợ Chi Tôn nha. Rồi, đi thôi, mình đi tham quan một vòng xem là mình mua cái gì nhá. Chị muốn mua cái gì? Dưa leo ha. Rồi, dưa leo này bán bao nhiêu một ký vậy cô? 20.000 một ký ha. Dưa này là dưa của cô chồng hay cô lấy lại cô? Cô ta bán lại. Cô bán lại hả cô? Khỏi nóng đi, dùm ơi, cho nó mát. Cô bán 20.000 một ký. Cô bán cái này được tính nó nhiều luôn hả cô? Cô bán chợ này lâu chưa? Lâu rồi, 7 năm vậy. 7 năm mấy năm. Cô bán cái này thôi hả? Cô bán cái này. Tôi nghĩ được rồi đó. Rồi, cô căng cho con đi cô ơi. Bữa nay có ở qua. Dạ, căng luôn. Đi chợ mới lễ. Ký tư. Ký tư rồi. Ký 6. Dạ rồi. Bao nhiêu tiền vậy cô? 20.000. 20.000 ký. 20.000. 32.000. 32.000. Có tính ra phải không cô? Để tôi con tính ra sợ. 32.000 cô Thái rồi. Có anh ta anh làm cái trò anh thân cho anh chị. 32.000. Dạ. 30. 32. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ. Xài non dùng bên đây muốn ăn xài hả? Thích thôi ha. Tiêu tỏi nè, tiêu tỏi ớt kìa chị, tiêu tỏi ớt đầy đủ luôn. Bán á. Chị coi chị mua cái gì nha. Để chị ngắm cảm ơn. Hình như đi tuốt ở trong kia luôn mới hết cái chợ. Ngắm chị ba. Chị ba đi đâu mất tiêu rồi. Cổ này là cũng ngại. Nó hơi héo một chút. Chợ Chi Tôn lớn mà, hai bên là bà con bán rất là nhiều trái cây luôn. Mình thấy trái cây ở chợ Chi Tôn rất là tươi. Các bạn có ai muốn thưởng thức thì nhớ đến nha. Mọi trái cây ở đây bán ngon quá. Trên Thái 10.000 một ký. Hình như có chợ cá hả? Hình như có cái hẻm nãy á, còn ở dưới đây có đường qua không mẹ không biết. Nãy mình đi qua đó đi ra cho cá luôn cũng được á. Đường em vòng qua đường cá được. Ở đây mình có cái hẻm nào qua đó để ta cái mã bình thường đó. Ở dưới đây có luôn. Cảm ơn cô. Đây có cái đường hẻm chỗ phường cô chỉ nè. Mình đi qua đây. Đi qua đây chơi. Quẹo. Quẹo đi em ơi.
chị em đi trước lựa. Như là đi ra chị. Con đi chợ. Dạ. Chợ hải sản ở ngoài kia. Mà đừng có lấy cái gì được rồi. Hút xỉa á. Hút để mà quỳnh vắng lại là mình hút á. Ồ. Có mấy cái lão quá. Thôi đây là đủ gian hàng mùi luôn á. Lá giang. Đây, chỗ này. Ôi, chúc em bán sao vậy? Mọi người ơi. Cái này là gì vậy? Trái chúc. Đây, thường á mình lên Chi Tôn hoặc là Tịnh Biên đó thì không thể nào mà thiếu được cái trái chúc này các bạn ơi. Đây là hình dạng của nó nè, nó rất là thơm luôn. Thường thì sẽ làm nước chấm hoặc là mình hấp gà cũng rất là ngon. Trái chúc thì nó có hình dạng giống trái chanh nhưng mà nó sần sùi hơn, đó là cách mình phân biệt á. Nhiều một ký vậy chị? Em ơi, dạ trái chúc bao nhiêu một ký? Cái đó 80 ngàn một ký. Dạ. Ôi giá dễ hả? 5 năm trở lại đây có chứ càng ký luôn. Thơm ghê luôn á. Chú Ngân ơi, chú Ngân ơi. Chú hả? Ừ. Nó chú đó. Chị để lâu được, không cho chị tại chị mới hái trên cây á. Ừ. Này lá giang hả chị? Có lá giang mình sạch rồi. Chút bao lâu thì nó cho ra trái thôi. Em không biết là tại cái này người ta nhập mua lại. Dạ rồi chị mua bao nhiêu thôi? Đi né đi đồ nào. Rồi chị. 24 ngàn. Chị bán rau ơi, em ghé chị mua rau được không? Dạ. Rồi cảm ơn chị. Chị muốn mua rau gì? Chị muốn mua cái này. Xà lách lụa hả? Xà lách lụa bán sao cho cô? Ký 40 ngàn. Em nghĩ gần được, em lựa gần được rồi đó. Nhiều thôi ha, dạ rồi, nhiều được rồi cô. Tỏi với ớt. Như vậy? Tỏi có rồi, tỏi ớt rồi. 25 ngàn à? 25 ngàn. Ô, xíu gần rồi cưng. Con gửi tiền. Dạ nhà con ở Châu Thành. Cảm ơn cô. Tỏi 2 ngàn nữa đi hả? Cái tỏi là 30. Ớt, chưa có ớt nha. Có ớt rồi. Tê, thích chưa? Khoai tây to quá ha, bự ghê. Đây. Sao tới này sao tới cay hay gì? Đúng rồi. Có không cay không chị ạ? Có. Một cay một không cay đi ha, mình trộn lại. Sao tới tôm hai cay đi. Sao tới tôm á, nó không cay. Này. Một củ. Ừ. Đi chị đó, cái loại đó đó mình hay xài á. Tới tôm. Dạ rồi, cho em cái này với cái này đi. Dạ thôi, em ăn quen rồi, cho em sao tới tôm hai cái được không? Dạ đây. Ủa chưa đưa cho tính tiền. Sao tới cay được không chị?
cay là sao chị em? Cái tôm là không cay nha. Cái tôm là không cay. Đúng rồi, không cay đi chị. Mình ăn không cay ha. Dạ. Không cay. Cái bà hủ luôn hả? Cái nước chấm hả? Bên đây cay nhắm nước chấm không? Dạ. Ê, mình phải không nha. Có để đủ hả? 36 90 với hồi nãy cái kia 30 nữa là 120 chín chục với 30 xíu lỗ rồi. Ở đây các chị nói chuyện giọng cứng cứng ha. Đây rồi, cảm ơn nha. Cái này là cái đình hả? À con đi. Dạ. Tiếp theo mình ra chợ hải sản. Hải sản hình như là nằm ở đầu ngoài á chị, ở trong đây thì người ta bán thịt thôi à, không thấy có hải sản á, như là ở phía ngoài. Mình ra tới ngoài đầu chợ luôn rồi. Mặt tụt trong kia ngon à? Mặt tụt, mặt tụt ngon. Chỗ nào chị? Chỗ ngoài cái trong á. Mặt tụt ngon. Thì mình đảo vô ha. Còn cái dưa trên đó mình không, mình lấy lại không cô? Cái này là chỉ đen đen cái này nè. Còn cái kia là còn cái con mắt không có đen đâu. Mắt bỏ chi vậy? Lấy bỏ bỏ này nè. Bây giờ này là mặn cho mấy người được bạn nè. Bỏ mới hả cô? Dạ. Giờ bán nhậu hả cô? Bán nhậu. Đi đâu mà cưới cho đó. Con ở Châu Thành. Hả? Con ở Châu Thành. Ở đây chợ mình nhóm lúc mấy giờ hả cô? 5-6 giờ á. Ờ, 5-6 giờ sáng. Tới cỡ 8 giờ cũng còn bán. Tới giờ tối? Ờ, 8 giờ tối. Chợ mình bán cá đồng được nhiều không cô? Cá đồng cũng nhiều á. Dạ. Mà bán không mãi à. Mà đồng lộ á. Chỗ nhà mà bán hải sản này nè. Dạ. Chỗ hay cua quẹo, chỗ bò bán không? À. Là ở trên đó.
của cô hả? Cô ha. Nhà ở đó là lớn lớn không đó cô. Cô cười. Cô ở đó cô có mở cái vựa hải sản không hay là cô chỉ bán ở chợ thôi? Bán ra vựa luôn ở đó luôn á. Lại đó thấy ông về như vậy đặt đám hay gì lại đó. Cho con 1 ký nha cô. Cái này con nghĩ là hơn rồi. Hơn ký. Cô cho con ký thì ngon quá không à? Dạ rồi cô tính tiền cho con đi. Kia 203 thì 208. Ba chồng đây. 300 thì 501. Dạ 501. Cô màng nhanh ghê ha. Quen. Cô màng nhanh ghê á. Trộn bỏ cá 100 lẻ. Con thấy cô lấy mực nè, bạch tuộc nè, tôm nè, con thấy cô không có cá ha. Dạ. Dạ con gửi tiền cô ơi. 501. Cảm ơn cô. Wow. Lâu rồi mới có cảm giác leo núi như thế này á. Hey. À. Dạ. À, sau khi á mà năm chị em tụi mình nó đã đi chợ rồi á thì có đi qua chỗ của chị Thoa với chị Yến á, chị Thoa chị Yến là bạn của chị An á các bạn ơi. Thì chị Thoa với chị Yến á thì dẫn tụi mình lên trên đây. Ở đây thì có một cái ô đá, người ta gọi là ô đá, thì trên này không khí rất là mát luôn, kèm theo đó là thời tiết dạo này có mưa đó. Cho nên nó là ở đây á thì nước chảy rất rất là mát và rất là đẹp luôn nha. Cho nên nó là đại gia đình của mình ngày hôm nay sẽ quyết định đó là đi picnic ngoài trời. Đi thôi, đã lắm, nước nhiều lắm á. Thôi. Chị hướng dẫn viên ơi, chị dẫn đường ơi. Đấy rồi, gần tới rồi. Wow, nước chảy rất là mạnh luôn. Hi. Em có nghe thấy gì không ơi em? Rồi, mình ở đây nè. Ở đây hả chị? Đúng rồi. Mình ở đây có một cái khoảng rộng rồi để cho mình trải các bạc nữa. Dạ, vậy mình quyết định là sẽ trải bạc ở đây nha. Cái bạc ai giữ vậy ạ? Bung bạc chị thôi. Cái thôi, okay, cái bấm đây, bấm đây, bấm đây. Ôi mát quá. Mát quá. Đúng là không khí thiên nhiên. Em thích cái không khí này. Ê, chị đem cái lọ cho em, tôi cho chị mượn cái lọ của tôi nè. Dạ. Em không? Dạ. Vô, chúng chị thôi, chúng chị kìa. Trời đất ơi chị ơi. Quá. Cái đó có hẳn. Mình để ngang được không ta? Mình để ngang được không? Ở trong này che không à? Che không à? Che không à? Để gì được rồi chị? Để gì được rồi, còn cái đường đi nữa. Ở trong đó có che. Rồi rồi. Vậy đây ha. Mình thích vô không? Đây được rồi chị. Con gì? Ê! Chị phải con cũng chịu không? Đừng có chụp. Đừng có chụp. Không mình dính nó. Không nhớ. Không nhớ. Vậy không? Con cũng chịu. Con cũng chịu. Nè 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 nè. Thôi chị từ từ thôi. Qua đây nè, đi qua đây đi. Ừ rồi đó, đi đi. Không sao. Trời ơi, sợ chết luôn nha. Không sao. Nó có 1000 cái chân luôn các bạn ơi. Nó đem đồ lùi. Mình qua đây rồi. Mình qua đây nè. Rồi mấy chị em mình đem đồ ra đi. Đây. Ôi. Cái này mình đem gửi ở đâu giờ được chị? Ở trên kia hả? Mình đi lên được trên. Dạ phải chị chỗ nha. Mình đi gửi này đi. Mấy cái này nữa. Ở đâu gửi được chị? Ở chảnh hả? Dạ. Mang dép không? Khỏi mang. Có mang dép không chị? Mang cũng được, không mang cũng được. Ờ vậy thôi khỏi mang đi. Mang luôn hả? À dạ. Wow. Nước mát quá vậy.
trên nữa được không chị? Đi dưới cho lành. Mình rửa rau nước đầu nguồn luôn ha. Trời ơi, còn gì băng nữa. Ôi mát rưỡi à. Đã quá. Mát quá. Wow.
nhưng mà rong trơn quá à, trơn thiệt luôn á. Ê, muốn trộn chưa đây tắm quá. Chị ba ơi, đừng trào xuống đá nhé. Em lấy cái cọng này ra đã. Đây nè, trên đó hả? Mà giờ này chắc ít đấy ơi. Giờ này ít hả? À, tối nó mới ra. Bỏ dép ra đi. Em ăn được. Bỏ này bắt sao? Có cái vỏ. Ủa chị, cái này là gì chị? Cái vỏ ốc. Cái vỏ ốc. Nó là gì đó hả? Cái gì hả? Sâu lên. Cái gì vậy? Đang xem nè, ốc này không, hình như là vỏ. À, cái coi lên đây nè coi. Mặt đó. Cái này sao chị, phải không? Đó đó, nó chuyển. Wow, nữa nè các bạn đó ơi. Cái con này là đó. Này là ốc núi không chị? Wow, ở đây nữa nè các bạn ơi. Ốc thiệt luôn nè. Wow, không tin luôn á. Ốc này mình ăn được không chị ha? Được. Đảo à. Bên đây coi. Bên đây hả? Ừ, dở dở cái đó lên đó. Cái này thì sao? Nè. Còn không? À, ở đây nè. Vậy là mấy con ốc này là nằm ở đây. Có khi nó nằm ở chỗ kẹt đá mà. Vậy đó hả chị? Wow. Ốc này mình ăn gì chị? Gan me, gan muối. Ủa ngon lắm. Ở chợ có bán đâu. Nè, ở ngoài chợ không có hả? Không. Vậy là chỉ trên núi gì mới có thôi. Ai đi bắt mình biết mình dặn người ta. Dạ. Chạy à, thường là cái này nếu mà mình biết thì mình người dân ở đây thì mình dặn người ta mình mới mua được mà ăn thôi. À, chứ mà ngoài chợ là không có bán. Ồ à, hay thiệt. Vậy là thường là chị Ho mua là phải dặn người ta nếu mà chị quen phải không? Còn người cái này thường đi bắt không à, thì mưa dạ. Chiều ở đâu nó xuống. Người ở xa như tụi em thì đâu biết đâu mà ra chợ thì đâu có đâu đúng không? Còn ở đâu nữa không ta? Bây giờ mình tìm ở đâu vậy? Dạ dạ xuống hả chị? Chị xuống chị ba với Ngân ơi. Cẩn thận nha. Nãy giờ bắt được có 5 con à. Có gì cua hay giờ tiếng cho chị coi á. À, đây các bạn ơi, ở đây còn có mấy cái con cua đá nè. À, cho mọi người xem nha, nãy giờ bé Tiến nó bắt được nè, con của chị Tho bắt được á. Nó dễ thương chưa? Chị trả lại nè. Cảm ơn em. Nó sống ở nơi ẩm thấp gì hả chị? Ờ, coi trong mấy cái đám này đó. Đây này. Ở đâu chị? Ở đây nè. Đâu? Rồi, để em qua. Ui. Đây, em thấy rồi chị Ho ơi. Đây, cho các cô chú anh chị các bạn xem nè. Là mấy cái cục đá. Có một cặp ốc luôn ở đây nè. Đây là ốc núi nha. Rồi. Đó, đây nữa nè. Đây nữa nè. Mấy cây này nó đâm nè, gái không. Dạ. Ở đây một con nữa nè. Ui, ở trong đây nhiều lắm nè. Đây, ui da nó đâm. Gai đâm. Ha. À, gai đâm. Có gai hả? Có nhiều gai lắm nhưng mà còn nhóc nó chổng chân kìa. Wow. Đây cho các bạn xem wow. Nha. Chị Ho lấy cái gai cho giùm em.
Trời. Ăn cắp đồ của nó gì nè, ăn cắp ốc nên là bị gị lại. Con ốc đá này là dạ. Ốc muối. Ốc muối. Dạ, gọi là ốc muối. Thấy luôn nè. Giờ lạ quá ha. Ôi lạ quá các bạn ơi. Chút mình xuống mình làm thử coi. Bắt nữa. Mấy đủ ăn. Ở đâu dạ? Ở đâu vậy? Đi nữa, đi dài dài, mình đi dài dài xuống. Đi chị cầm gỗ cho. Lớn xác mà sợ đấy, con mini size. Chị Ho nói là mấy cái con ốc núi này nè, nó sẽ nằm ở mấy cái nơi mà nước không có nước, nó sắp sắp gì nè, thì sẽ có ốc nè, mình sẽ tìm thử coi có ốc hay không. Wow, đây các bạn ơi, một con nữa. Wow, đảo hả nè. Đây là cái hành trình chị Ho chỉ cho mình đi bắt nè các bạn ơi. Còn chị Ba với Ngân thì đi tắm vậy á. Mình đã bắt được bao nhiêu con ốc rồi nè. Đây là mấy cái con ốc núi nha. Nghe chị Ho nói là rất là quý hiếm luôn nè. Lại nay bắt được nhiều chút xíu mình sẽ xuống mình khoe cho mọi người. Giờ mình không bắt ốc đá, bắt cục đá được không? Có cục đá. Ăn được thì bắt. Tê rửa nó ăn cái nha. Dạ. Wow. Quá. Mấy chị em lên núi nha, chị Tho thì dẫn chị Ba nè, cũng với Ngăn đi bắt được một ít ốc núi. Bây giờ thì mình cũng chế biến giống như món ở dưới ốc quê nhà mình nha. Chị ơi, mày ra chị cho em món rồi. Đâu chị Tho phải em đi. Mà đúng không? Kiến vàng nó vung quanh. Đâu có con nào đâu. Dạ. Không có con nào đâu. Em ra bên bản mùi gì vậy đó. Em nói quá mà nó bò quá. Cái này mình muốn nó sống là mấy cái đốc ớt hay quá chị ha. Chưa. Có làm muối chưa? Nhắc một cái mộng chưa ngủ mắt rượu. Ngân ơi, mình làm muối chưa? Đang làm, đang làm. Thì làm muối rồi. Cũng có. Bạch luộc các cô chú anh chị các bạn ơi, ngày hôm nay thì cả nhà đình tụi mình có một cái bữa tiệc rất là ngon luôn cùng với lại chị Thoa và chị Yến ở trên ô đá nha. Và bây giờ xin mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái bữa tiệc này với lại cả nhà của mình nha. Mời mọi người. Cảm ơn chị Thoa, chị Yến đã bỏ thời gian cùng với gia đình chúng em. Bây giờ mình ăn trước cái gà này đi ha. Gà của nhà chị. Bỏ thời gian chung vui gia đình chúng em nói nhưng mà em cứ gì vậy? Ăn thử cái gà đi. Đây là lặc sản quê nhà nha. Dạ ăn ốc ha.
ăn thử ốc núi đi. Núi thì phải ăn ốc núi. Giờ thôi, bây giờ ăn ở dưới biển nhà em trước đi. Thơm mùi trái trúc quá à. Mà chị Yến ăn con tôm hồi nãy giờ mình nướng nè. Của chị Tho nè. Đây, rồi. Ốc này lạ. Mình em tới không? Là dạ em tới, cảm ơn chị. Nè, ta bỏ chén nước chấm ở đây cho ta chấm với làm chén chấm ngon ăn cơm nè. Em nói hai chị. Trời ơi, đặc sản đặc nha. Đặc sản gì đó nha. Rồi bây giờ phải mình phải có ai ăn cay không được thì chấm nhẹ nhẹ tay thôi nha. Năm ơi, ốc tới không? Ốc ngon lắm luôn á. Đây có gì nè. Dùm gấp chị ba gấp cho ba mẹ nha. Ừ. Rồi. Ừ, em thử một con ốc núi. Không ăn ngon lắm á chị. Thử đi nó thơm lắm luôn á. Ốc núi à. Ốc núi ăn nuôi ăn ốc núi nhiều thôi, ăn đồ biển đi. Không chị. Ăn núi ăn ốc núi nhiều rồi, ăn đồ biển đi. Em xào thì chị Yến ăn nè. Nó phải khác không? Nè, cho cái tâm luôn nè. Chị Hai thử em xào đi. Khẩu vị nó có khác không? Không bị đá sao người đi bắt người không sao làm á. Người bắt người sao không cử em cẩm thì bắt mới có nhiều quá chứ em là nó nặng bông dí lắm đi đâu hết trơn à. Ui bỏ cái đít không? Ê. Bỏ cái đít không á chị? Quay ăn đi ăn không? Bỏ chị ăn trắng tươi nè. Ngon quá vợ. Này đó vợ ăn cái ai thích ăn cái đít thì ăn, ai thích ăn ăn thích thì bỏ. Không ăn thử cái rồi ăn được không? Ăn giòn rực rực luôn á. Rực rực luôn á. Ngon hơn ốc quắn của mình á. Quá ngon rồi. Lấy nè. Ủa, miếng tỏi ra miếng tỏi. Còn cái mài trong này nữa. Lấy được bởi vậy? Lúc luôn cái nước á. Ốc nướng ngon lắm nghe. Thường á, nếu mà người ta bán á. Wow, đây, ta đây ta bán là con ốc núi nhà ở phía trong nó như thế này đây. Nhìn giống như con ốc quắn gì á. Mặt hầu. Nhưng mà nó rất ngon nha. Nó bán mình bao nhiêu một ký nhưng mà thường mình chị mua á. 150 á. Nằm đây, cái giá gì đó hả? Tết cho mẹ em chấm. Mà chợ nó đâu có bán. Chỉ là quen rồi rồi dặn người ta đem lại thôi thì mới có thôi đúng không? Nhưng đâu có số lượng nhiều đâu. Em ăn miếng cơm nhé. Dạ. Em thử miếng cơm. Cơm hấp dẫn quá. Hôm nay chị Thọ toàn trang đặc sản không ha. Chắc bữa sau lên nữa quá. Được chưa chế? Bữa sau lên nữa mình đi lên đi cao ăn hơn bò leo núi. Bò lên núi leo tuốt giờ núi cái lầu lấy bò ăn bò leo núi. Vậy là mai mốt là xuống chân núi là bò xuống núi. Không chị. Vậy là mai mốt mình lên trên đó mình ăn bò leo núi mình ăn chung với bún mắm. Ngon ha, ốc ngon. Bún chay nước mắm. Ủa vậy ra bún chay nước mắm. Thì bún chay nước mắm cùng với bò leo núi. Làm sao? Nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Là mình đợi chị, lên núi ra mình ăn bò leo chay nước mắm. Bò leo núi hoàng hoàng nha. Ta có bún bò leo núi à. Còn bún mắm là ăn gì? Bún mắm là của con bé. Không hiểu. Bún ngắn chế gà. Gao với lem nè chị. Ai mình đi được lên trên cái tảng trên kia có cái hồ bự như thế này. Gao với lem nè ngon nè chị. Đó hai chị em mình lội luôn đó. Mình chia nhau ăn đi chị. Không biết đường đi ăn cơm. Này, đi dài dài cơm ngon. Bà thơm xa kìa cơm gì cơm lá sen hả chị? Cơm lá sen. Tôm ngon quá chị ơi. Cơm tôm dẻ. Em ngon em nói tôm em không có nói cơm. Ồ vậy hả? Bác hai gái. Hú rồi, hú rồi. Bình xương. Chị sao chị em xào sao chị? Ngon. Ngon hả? Có tiêu nữa. Có tiêu ngon. Khác ha, mình thêm để xả không à. Ốc ngon luôn. Ngon. Lâu lâu đồng bằng lên núi nó sẽ khác hả chị? Nhưng mà ốc đâu? Dùm tiêu đâu? Đi, 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 đi. Không phải dùm tiêu nãy trong ốc xào đâu rồi. Mất tiêu rồi. Mất rồi. Cái gì? Đây nè, còn cái chùm này, còn cái giống nào không? Nè, nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Ốc xuống ngon. Chị cũng ngon ngon. Tôm ngon. Thơm rồi. Tôm chấm này. Miếng gạo nó ngon hơn gạo của họ. Lạ hơn hả? Nó lạ lạ hơn. Không, tại đi núi đó, nó ngon. Để cho ba mẹ. Cái thằng nằm cái góc tối thôi nha. Để tôm qua chứ. Có nè. Cho mẹ miếng gạo thì ốc ngon quá. Vậy ha, cái hộp bao mình phải ăn luôn hết chứ. Ủa? Để là ông chỗ rồi đó. Chị hả? Ừ. Để là ông chỗ rồi đó. Gấp lại đi. Gấp lại. Ơ à, nhỏ thôi. Đừng chị, đừng chị, đừng chị. Không biết. Nhà ốc ngon. Cho em tôi đó. Không biết nơi đồng bằng cũng hết. Chị Tho nhường em á. Chị Tho nhường em. Cho mẹ cái chị. Không. Ốc khô. Nó khác hơn mình á. Nó mắc khô. Y con cua có bén à. Nó giờ núi kìa. Con cua thì ốc rồi nè. Nè, cua núi. Lên bữa nay à. Không bắt được bự quá, giờ nó nhỏ quá. Đây nè, đây con nè. Rồi ốc núi mà. Ốc núi, cua núi. Lạ quá, lần đầu tiên em thấy ốc này luôn á. Ăn má khác hoàn toàn với ốc với mình á. Ốc quắn. Ốc bu. Món này chắc dĩa này ở nhà chắc không đủ.
đắt nữa. Mà hết rồi. Giờ này hết thấy đường rồi. Hết thấy đường. Em có các bạn không? Có em đây là thấy nè. Cái này đang gặp bạn nghe trồng tiêu rồi. Chị ăn giấy hả? Mắt đỏ lắm. Quan tạo á. Ngon quá là. Để món thành công như ngày hôm nay, chúc em với sự hợp tác của Thúy An và Bạch Thúy Mầm. Ngon quá. Các cô chú anh chị các bạn ơi, thì hôm nay cả gia đình của mình được trải nghiệm chợ chi tôm nè, vừa được lên ô đá thưởng thức những cái món ngon đến từ chị Thoa và chị Yến nữa. Thật sự rất là hấp dẫn luôn. Và cảm ơn các bạn nhiều lắm theo dõi nha. Nếu mà thích thì nhớ like, đăng ký để mà ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người. Bye bye chị ơi.